chúng ta hôm nay sẽ chiến đấu đến cái đề phản xạ hóa học đề số 05 năm được không các em rồi hello thầy chào minh nhật linh nhật nhá rồi bắt đầu chiến rồi các em ơi let's go chiến đấu rồi sẵn sàng nào câu số 1 ở điều kiện thường ạ câu số 1 ở điều kiện thường kim loại thì nó sẽ không tan trong nước ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không tan trong nước ạ? À, điều kiện thường à. kim loại nào sau đây ạ à. không tan trong nước ạ à. kim loại gì ag chính xác câu 2, ạ à. metin mes có công thức cấu tạo thu gọn là gì metin mes có công thức cấu tạo thu gọn là gì để cho những cái buổi sáng sớm học bài này nó được thực sự là chất lượng và nó được thực sự là hiệu quả với các em thì thầy mong muốn rằng là 5 giờ chúng ta dạy chúng ta đọc lý thuyết. Và nó 5 giờ 15, 5 giờ 20 chúng ta vào cùng theo dõi cái livestream của thầy. Như vậy nó là tốt nhất cho các em À Phương Anh lên fan cứng rồi này Sắp tới thì mình sẽ có món quà đặc biệt Dành tặng cho các bạn fan cứng nha Câu số này Metin Mets Aquilas Metin Mets Aquilas Câu số 3 Câu số 3 Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ Câu số 3 nào các em Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây được điều chế phát điện phân nóng chảy? Trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây được điều chế phát điện phân nóng chảy? Anh nào? Sẽ chỉ một anh thôi. Đúng rồi. N A chính xác. D. -a. Câu 3 là bạn dễ. Câu 4. Hóa chất nào sau đây không sử dụng làm phân bón hóa học? Câu 4 ạ. con comment thật nhanh game nhá. Comment làm sao mà comment nhanh hơn cả thầy nhá. Comment thật nhanh mà comment nhanh hơn cả thầy. Hóa chất nào sau đây không được sử dụng làm phân bón hóa học? Hóa chất nào không sử dụng câu này rất nhiều bạn nhầm luôn xem bao nhiêu bạn nhầm ô chẳng bạn nào bị nhầm à? bạn học sinh thì minh buồn thế nhỉ ở à đây các bạn chọn 4 b này chia buồn với em chia buồn với chiều nguyễn một lần sai một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời rồi chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án bốn không phải là đáp án gì 4 c <laughs> 4C mới là chính xác nhé rồi à, thầy minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là chia sẻ bài học của thầy minh lại về tường và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể tác tất cả các bạn của các em vào đây cũng như là ấn vào nút chia sẻ cái buổi học này bởi vì đây là buổi học free anh kêu tất cả các bạn và các em rất là nhiều lần câu số 5. Dung dịch nào sau đây không có phản ứng màu bio nhỉ cái chân được không để mà, để mà có phản ứng màu bio thì nó sẽ là chơi với lại những cái anh mà kim loại cho hiện đi với những anh mà là từ, từ peptide trở lên vậy đây gliala là đi peptide không màu bio được đúng không câu 6. ạ trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện? Câu 6 ạ. Trong công nghiệp thì kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện? Thì để cho so điều chế bằng pháp nhiệt luyện ấy, thì nó sẽ điều chế các anh kim loại. Mà nó đứng làm sao? Nó đứng đằng sau thằng Nhô. Đúng không? Vậy ở đây đó là bán D. Anh em em. sáu d nhá. Rồi. 7 nào. Kim loại nào sau đây kim loại kiểm thổ? Thầy vẫn nói suốt. Kim loại nào sau đây kim loại kiểm thổ? rồi là gì ạ? Bé mang cây súng bắn rồi Vậy yeah. ta án chính xác chúng ta đã bán B. Comment nhanh mạnh mẽ lên cái này nhanh lên nào. Câu 8 nào. Luyện phản xạ cơ mà. Phản xạ hóa học cơ mà. Câu số 8. Ở điều kiện thường dung dịch nhco 3 không tác dụng với dung dịch nào cho lại? Gạch chân từ không nhé NaHCO3 nó là chất lưỡng tính. Lưỡng tính thì chắc chắn nó tác dụng HCl. Đúng không ạ? Chắc chắn nó tác dụng là HN4, chắc chắn nó tác dụng với NaOH. Vậy nó sẽ không tác dụng với CaCl2. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu số 9 ạ. Dung dịch X tác dụng hai loại loãng thu được dung dịch Y và khí Z chất X là Nghĩ chắc chắn rằng là có rất nhiều bạn thức dậy ngày đến ngày hôm nay là ngày thứ 17 cùng với thầy Minh. Bạn đã nhìn thấy cái sự thay đổi rõ rệt trong cái việc mà dậy sáng sớm học lý thuyết và thì Minh tin chắc rằng cái phản xạ làm hóa của các em tăng lên rất nhiều lần tiền hình như hôm qua lớp óc của thầy Minh các bạn ấy nhiều bạn làm trong 15 phút được 8 điểm đấy là một cái điều hạnh phúc thầy mình rất là hạnh phúc thầy mình có thể chia sẻ ở đây được các bạn. có số 9 ạ à. dung dịch X tác dụng với hai bốn loại thu được dung dịch Y và khí Z quý là là thu được cả khí nhé vậy thì chất đích chúng ta chỉ có thể câu 9 chúng ta chỉ có thể là C thôi đúng không chính xác khí Z chúng ta là khí CO2 nhé các em nhé Câu số 10 Có rất nhiều bạn nghĩ rằng là mình không dậy được sớm buổi sáng Thì bây giờ cũng đã dậy rồi Ví dụ như Khánh Minh thôi trong số nhiều học sinh Lớp óc của Minh chẳng hạn Câu 10 Ở điều kiện thường chất nào sau đây không làm mất máu dịch Brom Khánh Minh ơi Khánh Minh Phương đâu Minh Phương đâu Minh phương, phương lớp mình đâu Ở điều kiện thường chất nào sau đây không làm mất máu dịch Brom Không làm mất máu dịch Brom nhá Các em chú ý nha Không làm Thì nó là anh gì Bên gì là không làm mất máu dịch Brom mà điều kiện thường Vậy Câu 11 ạ Hợp chất nào sau đây không phải là polymer thiên nhiên? 11 ạ. 11 ạ. Hợp chất nào sau đây không phải là polymer thiên nhiên? Tinh bột là polymer thiên nhiên. Cellulose polymer thiên nhiên. Đúng chưa? Ô. Oh, câu này mới hay này. Chất béo và protein. Chất béo và protein đều không phải là protein. Câu này là câu rất thú vị. Nhưng mà đáp án đúng ở đây của chúng ta nó lại phải là gì? Cả B và D Câu 11 ạ. Cả B và D đều không phải là protein. À đây một câu đặc biệt. Câu này bị lỗi. Nhá. Yeah. 11 ạ. Cả B và D. Protein. Cũng không phải là polymer thiên nhiên. Nhá. Yeah. Protein cũng không phải polymer thiên nhiên. Không phải polymer thiên nhiên mà. À không phải. Protein là polymer thiên nhiên. Ngáo cho á. 11 đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D các em nhé Đừng bị ngáo Đừng bạn nào bị thầy lừa nhé Ngáo lắm Nào câu 12 ạ à. Câu 12 các bạn chọn đáp án gì ạ 12 nào Thật trước nào các em Nhanh tay lên Comment thật nhanh vào Để luyện phản xạ Hóa học chúng ta phải làm sao Mà comment nhanh hơn thầy mình Đấy Đấy là tôn chỉ Và đừng ngỗ ngại sai Một lần sai Một lần nhớ Sai một lần nhớ cả đời Câu 12 những loại nào sau đây không tác dụng với HCL không tác dụng HCL chúng ta làm những câu này quá quen đúng không đó là những anh kim loại mà sao đứng sau hát tiêu mười ở nhiệt độ cao khí CO không khử được oxit nào sau đây thì khí CO ở nhiệt độ cao nó sẽ không khử được những anh oxit mà làm sao mà đứng trước AL đúng không chính xác không vậy ở nhiệt độ cao CO không khử được gì à là nào bạn có 14 ạ 14 các bạn chọn đáp án gì ạ 14 ok khẩn trương nào 14 các bạn chọn đáp án gì ạ 14 nha Trong cùng một điều kiện Trong cùng một điều kiện Yêu kim loại nào sau đây có tính xóa mạnh nhất Tính oxy hóa mạnh nhất Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang sát đúng không ạ Sát đúng không 14C chính xác Đấy Khánh Minh ạ à, Khánh Minh sáng nào cũng dạy luyện như vậy Với thầy là kiểu gì không bị say ngu đâu Hello Trung Hiếu Chào Phạm Minh Phương Minh Phương mất mất cái Thẻ phiên cứng à 15 ạ Chắc là sau đây thuộc lại đi Xe Caris Nào Chất nào sau đây thuộc loại disaccharid Nhanh tay lên game Làm sao phải thật nhanh vào Vừa đọc phát làm ra luôn Luyện phản xạ như vậy Đào Trang Ngân nhá Disaccharid B Tiến Dương Trang Ngân trả lời đúng này 16 Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch ạ Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch Cặp chân từ không cùng Không cùng tồn tại nó có nghĩa là nó phản ứng với nhau đấy Đúng không Ý A là nó không phản ứng Ý B cũng vậy Ý C, D cũng vậy vậy ở đây là không cùng tồn tại trong dung dịch là cuso 4 bởi vì nó sẽ tạo thành là CO đây là em nhé 17 17 nào nhanh tay lên kem nhanh nữa lên nhanh nữa thì mình mới là kẻ chiến thắng được thầy chào linh nhật người theo dõi thâm niên chứ chưa được lên thành phen cứng anh đạt chắc ngủ vắt lưỡi rồi quang minh thì chắc bây giờ là ngủ há hốc miệng rồi Ok ạ. À. Câu 17 à. Natri Carbonat N2CO3. Đáp án đúng đáp án gì? 18. Ở cùng điều kiện kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? 18 ạ. Ở cùng điều kiện thì kim loại nào sau đây là dẫn điện tốt nhất? 18 à. này. À. Ở cùng điều kiện kim loại nào sau đây là dẫn điện tốt nhất? Cùng điều kiện nhá. Bộ bạc đúng không? Bộ bạc. À. 19. 19 à ở điều kiện thường amin nào ở điều kiện thường amin bậc hai nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường amin bậc hai nào sau đây là chất khí thì amin bậc hai là chất khí thì ta chỉ có thể là gì c amin bậc hai chất khí hai mươi cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là hai mươi cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tố kim loại kiềm thổ là kiềm thổ kiềm thổ là nhóm mấy ạ à? tiềm thổ của chúng ta nó là nhóm 2A đúng không? Thì số E lớp ngoài cùng nó phải bằng 2. Nó đi cộng tất cả mà. Xem chỗ nào nó bằng 2. tí, Bánh luôn. Vậy nó chỉ có thể là B. Đúng không? 20 đáp án B. 21 ạ. À? 21 ok. 21 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh. Câu 21. Phải thật nhanh không là bạn chạy tọt phát nhảy vào trong cái trường nào học mất. Công thức của Metin Format. 21 công thức của mê format HCO 3 B 22 chất nào sau đây là chất béo chất béo là 3 st của glycerol và axit béo đúng không với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A à. 23 23 23 nào các bạn chọn đáp án gì nào phải thật nhanh lên 23 chậm lắm chậm lắm các bạn vẫn chậm ạ. 23 nào muối cano 3 là nguyên liệu để sản xuất phân bón chế tạo thuốc nổ tên gọi cano 3 là gì tên gọi cano 3 của chúng ta chắc chắn nó là gì ạ? kali nitrat đúng không cano 3 d hai tự từ các nông sản chứa nhiều tinh bột thì công thức hóa của anconetilic nhiều bạn quên đấy công thức hóa của anconetilic anconetilic nha các em chú ý nha c 2 h năm hoặc Đáp bạn đúng đáp án d hai mươi năm ý tạo thành khi cho mgco ba tác dụng hai loại khí tạo thành khi cho MgCO3 tác dụng H4 loãng. Thì ta viết phương trình đơn giản thôi đúng không? MgCO3 mà cộng H4 loãng thì ta sẽ tạo thành gì ạ? MgS4 cộng với lại CO2 đúng không? Nên khí chắc chắn chúng ta là khí C. Điều ạ. 26 này. 26 con này dễ bị lú. 26 dễ bị lú cực. Đối với từ H trong phần tử lú Thế để, để mà chống bị lú ở cái câu 26 này thì chúng ta cần phải viết này. là C6 H12 u 6 các em nhé Vậy số nguyên tử H ở trong này nó sẽ là B 12 B bỏ 27 nào 27 này. Một sắt Câu 27 một sắt chưa nào các em 27 các bạn chọn đáp án gì ạ 27 câu về bột sắt 27 ạ à? 27 quá đơn giản thì trong một sắt tan trong dịch HCL dư Thu được hợp chất trong đó có sắt ô số hóa là bao nhiêu Thì FE tan trong HCL thì mình sẽ thu được FECL2 số xóa chúng ta là sát dương hai đáp án đúng chúng ta là đáp án c ấm nhá ấm áp hai ạ công thức khoa học của thạch cao nung gạch chân vào gạch chân từ chốt vào không là nhục đấy công thức khoa học của thạch cao nung nung ạ xe gì ạ xe vốn ngậm một nước đấy. mình cứ chiến đấu như thế này có nhiều lúc có những đứa bạn của mình nó ngủ dậy rồi sao đó à, tôi chết rồi bọn này nó dậy sớm thế cái này nó đỗ ra học mất đúng không thực ra đấy, cái việc độ đại học đó là cái việc mà ai chịu hy sinh được nhiều hơn ai đấy, nếu bạn hy sinh được nhiều hơn các bạn của các em thì cái câu chuyện các em đỗ nó chỉ là cái chuyện thời gian thôi mình phải hy sinh được nhiều hơn nhá bây giờ ngủ thì ai ngủ cho chơi thì ai chơi hộ đúng không bây giờ mình ngủ bớt nhiều ít mình chơi gần như là mình không chơi nốt một tháng cuối này thì thầy tin chắc rằng những cái hy sinh của các em nó sẽ đổ được lại bằng giờ mới thấy ông quang minh ông quang minh ông quang minh ông ấy comment ông minh giờ mới dạy à hai chín ạ hai chín ạ em dùng ba đặc nóng thu được khí ích có màu nâu đỏ nào khí ích có màu nâu đỏ khí ích có màu nâu đỏ vậy khí ích là anh nào khí ích mà có màu nâu đỏ thì nó chỉ có thể là anh gì n o hai ta đúng đáp án a à, n hai các em nhá Câu số 30. Polyacronitrin. Câu số 30. Polyacronitrin. Được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Polyacronitrin được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Quang Minh dạy từ 5 giờ 30. Thôi dạy buổi sau dạy từ 5 giờ 15 đi Quang Minh ạ. Phải dạy từ giờ đấy thì mới chiến đấu được. Phải đọc sách giáo khoa đi em. Còn có vài ngày nữa thôi. Chúng ta chỉ còn có 24 ngày nữa cố lên game, nhá. câu ba mươi. được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây. đi từ vinin, luôn đáp án đúng của chúng ta là đáp án. D nhá. câu 31 dung dịch nước vôi trong chứa chất nào sau đây. câu 31 dung dịch nước vôi trong chứa chất nào sau đây. thần trương nào, các em. Okay. nước vôi trong. làm sao phải nhanh hơn thầy, nhá. nước vôi trong sẽ chứa xe hát này lần. ic. ba mươi hai. không màu và không màu không mùi không duy trì sự cháy, hại khí không màu không mùi không duy trì sự cháy là phần hình thành là thành phần chính của không khí vậy khí của chúng ta là gì không màu không mùi không duy trì sự cháy không màu này không mùi này, không duy trì sự cháy là thành phần chính của công nghiệp. O2 là duy trì sự chảy. Đúng không? CO2 không phải thành phần chính. nó no, không phải. Đáp án đúng là đáp án B. N2. Đấy, các em thấy không? Nhiều bạn sai lắm. 33 nào. 33 các bạn chọn đáp án nào? Trong công nghiệp. 33 nào khẩn trương nào các okay. em. 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Trong công nghiệp kim loại natri được điều chế trực tiếp từ nói ACL bằng váp nào sau đấy. gạch chân từ trong công nghiệp nhá trong công nghiệp nhá chào mừng tất cả bạn và các em đến với luyện não sáng sớm năm giờ ba phút luyện não lý thuyết hóa chinh phục phản xạ hóa học đấy, sáng nào thì mình cũng sẽ livestream chiến đấu cùng các em từ nay cho đến ngày các em thi không nghỉ một ngày nào cả thì mình đã làm điều này được ngày hôm nay là ngày thứ 17 rồi rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy tiếp tục những ngày tiếp theo từ giờ cho đến ngày các em thi bằng cách là chia sẻ lại bài học này và giúp thầy mình tác tất cả các bạn của các em vào đây cảm ơn tất cả các bạn và các em. rất rất nhiều câu ba bạn kim loại NA được điều chế trực tiếp từ NaCl bằng phương pháp nào sau đây thì đó là chúng ta được điều chế trực tiếp bằng phương pháp điện phân nóng chạy ý gì câu ba tự phát biểu nào sau đây là đúng ạ câu ba tự phát biểu nào sau đây là đúng ạ có mạnh mẽ hơn nữa đi kèm luyện phản xạ mà đảm bảo với các em 100% đối với các em đó là khi mà chúng ta luyện phản xạ thì những câu lý thuyết cực kỳ đơn giản nó không còn là trở ngại chúng ta nữa và chúng ta sẽ không còn bao giờ bị sai ngủ nữa thì quan trọng là không bao giờ bị sai ngủ nữa các em đi thi các em nhìn thấy chúng ta bị sai ngủ rất nhiều ôi giờ mới thấy nguyễn đạt nguyễn đạt bây giờ mới dạy à phát biểu nó sai để đúng điện phân dung dịch mgcl 2 thu được kim loại mg ở cá tốt sai điện phân dung dịch thì mg không bị điện phân các kim loại kiềm thì đều tác dụng với nước ở điều kiện thường đúng nhỉ yeah. thế mà chính đá vôi là CO sai trong nghiệp ca đều chế các nhiệt phân sai Đó mà đúng đáp án B ba tư đáp án B úi rồi thấy chưa thầy bảo mà đạt ngủ vắt lưỡi mà khánh minh đạt ngủ vắt lưỡi sao nay trời đẹp quá đạt với lại quang minh lại rủ nhau ngủ vắt lưỡi ba 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 năm ạ phát biểu nào sao đây là đúng phát biểu nào sao đây là đúng Quang Minh ơi rằng anh 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 đạt anh bảo là anh ấy muốn nhìn thấy mặt em nên là mấy hôm anh đi học off lớp tối thứ sáu đấy. Ba lòng. Nguyễn Dương Tuấn Khoa thì em 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 comment cái này làm cho các mấy bạn offline cũng như online của Thầy nó trầm cảm em bây giờ bị nổi tiếng hơi bị nổi tiếng trong các lớp offline và và online của thầy rồi. Các bạn ấy sợ em lắm. Câu 35 phát biểu nó sau đây là đúng. Nào, phát biểu nó sau đây là đúng. Polyethylene terephthalate là polymer tổng hợp. Tổng hợp đúng nhỉ? polyvinyl chlorua là polymer có tính đàn hồi thằng này chất dẻo chất dẻo thì nó có tính dẻo đàn hồi phải cao su cơ đồng trùng hợp puta một dn và s là sai và styren polyacrylin được điều chế bằng phản ứng trùng hợp cơ không phải trùng ngưng vậy câu 35 đáp án đúng của chúng ta đáp án a nhá ba mươi đáp án đúng của chúng ta là đáp án a ok chưa tiếp tục bạn à. Quang Minh kìa anh đạt anh gà gẫm em đi học thứ 7 kìa Nhưng mà cái đề của lớp thứ 7 nó Level nó Thằng Quang Minh nó làm đề lớp thứ 7 nhá Nó được 10 mất Hiểu không? Thi đấu phải thi đấu phải vào lớp tối thứ 6 Nhá 36 ạ Khi loại nào sau đây Vừa tác dụng với dung dịch axit Vừa tác dụng với dung dịch kiềm Tạo ra hai loại muối À Quang Minh ơi cái đề tối thứ sáu nha Hôm nay hôm qua thầy cho lớp off ở Thái Bình của thầy làm nhá. Bạn điểm cao nhất vẫn là bạn Ánh 9,25 điểm đấy Đuối lắm Được chưa Câu 36 ạ Kim loại nào sau đây vừa tác dụng dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm tạo ra hai loại muối ạ Chú ý nha Kim loại nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng dung dịch kiềm Để tạo ra hai loại muối Chú ý là phải để tạo ra hai loại muối kinh có nghĩa là cái anh này nó tác dụng với axit tạo thành một loại muối và lại tác dụng với rùi kiềm lại tạo thành một loại muối khác câu nói rất hay thì nó là al đúng không ạ al cộng với axit thì ra được alcl 3 còn al tác dụng với kiềm NaOH thì thu được NaLO2 đúng hai loại muối luôn được không đáp án đúng của chúng ta là đáp án A à, 36 đa A nhé Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 36 đa A Đấy các bạn chú ý nhá Đừng để bị nhầm Được chưa Đấy, Thầy nhìn thấy các bạn chọn D kìa FE làm sao tác dụng được với dung dịch kiềm mà các em Thấy không Phải luyện não vào Luyện não sáng sớm các em Khi mà các em làm lý thuyết sáng sớm Các em sẽ thấy não mình rất bị lát Và chúng ta sẽ nhìn thấy một điều nữa Đó là khi mà não chúng ta bị lát Chúng ta phải luyện tập thật nhiều Bởi vì sai một lần Nhớ cả đời Nhá 37 thì phân hoàn toàn sen trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đấy ạ? Thì phân hoàn toàn sen nhé. Trong môi trường axit thì thu được chất nào đây? Sen thì thủy phân trong môi trường axit thì ta sẽ thu được những cái bọn là glucose đúng không? 37 đáp án A. 38 à. Tính toán. Hoàn toàn hoàn toàn 20,5 gam mol hợp X gồm Mg AlZN bằng O2 thu được. Vậy giờ mình sẽ tìm được số mol oxy trong oxit. Làm nhanh đấy. Bằng này. 29,3 trừ 20,5 chia 16 các em nhỉ. Bằng bao nhiêu nào? Bằng bao nhiêu nào? Tính cho thầy mình xem nào. Bằng bao nhiêu nào các em? Nào bấm máy tính thôi. 29,3 trừ đi 20,5 được bao nhiêu chia 16? Số mol oxy trong oxit bằng 0,55. Giờ nhẩm nhanh, một oxy trong oxit

0 phẩy mà chia cho 2,5 phẩy năm không mà chia cho hai phẩy năm bốn trăm bốn mươi đáp án chính xác chúng ta đáp án a à, xin chia buồn với các bạn đã chọn sai câu này xin chia buồn với các với các bạn đã chọn sai câu này sai một lần nhớ cả đời một lần sai một lần nhớ câu 39 chín m gam sát nó sai ở câu này chỉ đơn giản các bạn là chia cho 32 hay là hay chia cho 16 thôi thì phân m gam sát một tan sắc. Thì sản phẩm thu được cho tham gia phản ứng trắng bạc. Thì xác một xác thì Thủy vân là hai thằng C6H12O6. Đúng chưa? Trong đó một thằng C6H12O6 nó cho mình hàng bạc. có mol bạc chúng ta là 43,2 chia cho 108 bằng 0,04. Vậy suy ra c 6 h 12 o bằng 0,02. Vậy suy ra số môn bạc là bằng 0,01. Đúng không ạ? Không có 1 mà nhân với 342 Thì đáp án chính xác của chúng ta là bằng 34,2 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A 34,2 Câu 39 Đáp án chính xác của chúng ta À máy tính trẻ Ừ nhỉ Sorry Giờ thấy phải đọc thấy Rồi 39 đáp án A Rất tốt Phương Anh 40 nào 40 nào các em 40 các bạn chọn đáp án gì ạ 40 Phải thật nhanh phải thật nhanh kìa 40 đáp án gì hợp chất c 5 nh 3 có tên là Cái này là gì etin metin amin 40 đáp án c tăng tốc lên là kem nhá 41 ạ à? phát biểu nào sau đây là đúng 41 ạ à? phát biểu nào sao đây là đúng nước vui trong là dung dịch xe hoa lần đúng nhôm dẫn điện tốt hơn đồng bộ đội việt nam bạc đồng vàng sắt bỏ tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước nhiệt độ thường sai berry không tan trong nước điện phân dung dịch cos 40 điện cực trơ thu được kim loại đồng là anốt là sai đồng phải ở k tốt cơ Thái tiếp vậy đáp án đúng chúng ta 41 đáp án a a mà là đáp án chính xác của chúng ta 42 hóa chất có thể dùng này làm mềm nước cứng toàn phần ạ à? Ui, giờ cầu này hay quá hóa chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước cứng toàn phần ạ thần các em hóa chất nào nhỉ làm mềm mọi loại nước cứng nó là n hai co 3 và n 3 p bốn đúng không vậy nước cứng có thể làm mềm nước cứng toàn phần ở đây chỉ có thể các bạn chú ý nha đi thi nha đi thi nha mình cứ pha thằng N2CO3 và N3P4 cho thầy đúng chặt luôn bốn bạn phát biểu nó sẽ để sản bốn bạn nhà 43 ba phát biểu nó sai rồi em phản ứng của Fe2O3 với nhôm là phản ứng nhiệt nhôm đúng nước chứa nhiều ion S42 và Cl là nước cứng vĩnh cửu được nhỉ bột nhôm bột magie cháy không khí cho lửa sáng chói tỏa nhiều nhiệt chắc chắn bôi dầu mỡ sơn mạ tráng men lên bề vật vật dụng bằng kim loại để chống sự ăn mòn kim loại ơ đúng hết thích cái nào sai hay chưa nào bốn ba cái nào sai bốn ba cái nào sai mình thấy cái nào cũng đúng Ôi bạn chọn b bạn chọn a bạn chọn d ôi rồi ôi có bốn ba này hay không kem đứa ui mỗi đứa chọn một đáp án khác nhau luôn hay chưa? 43 gì ạ? À chắc ăn đúng rồi. À chắc ăn đúng rồi. Bởi vì là phản ứng nhiệt nhôm nhá, đây đúng. Bột nhôm, bột magie cháy không khí cho người là sáng chói tỏa nhiều nhiệt. Cũng đúng đi. Bôi dầu mỡ sơn mạng, trắng men lên bề mặt vận dụng kim loại để chống sự ăn mòn kim loại. Đúng. Ở đây sai, nước chứa nhiều anion S42 trừ Cl trừ nước cũng vĩnh là sai. Nó phải chứa gì ạ? Canxi 2 cộng và magie 2 cộng đấy chứ. Đúng không? Đầu tiên đúng rồi Nó phải có Bạn uh, Nguyễn Dương Tuấn Khoa trả lời đúng Đầu tiên nó phải có Canxi cộng và Maggi cộng Mới gọi nước cực Cô này bị thiếu cái này 44 hay chưa 44 ạ à. khối lượng anilin cần dùng Để tác dụng với Alanin Alanin nhá Ala Thánh Ala đấy Cô HCL sẽ bằng 1,2 x 0,2 1,2 x 0,2 1,2 x 0,2 1,2 x 0,2 Bằng không phải hai tư không phải hai tư về bài chúng ta là khối lượng quá la vậy ta sẽ có là không phải hai tư nhân với lại tám chín không phải hai tư nhân với tám chín kết quả chúng ta bằng hai mươi một phẩy ba mươi sáu hai mươi một phẩy ba mươi sáu gam đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a câu bốn bốn đáp án chính xác của chúng ta đáp án a các em nhé bốn năm này ở điều kiện thích hợp 45 ạ. À. 45 các bạn chọn đáp án nào nào? Gần trước, gần trước, gần trước. Phải thật nhanh. 45 ạ. À. Ở điều kiện thích hợp phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ metinamin có tính bazơ? Nào. 45 ạ. À. Ở điều kiện thích hợp phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ metinamin có tính bazơ? Anh nào, anh nào chứng tỏ metinamin có tính bazơ? Tính bazơ là tác dụng cái gì đấy? Axit đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Câu 46 ạ. À. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Cho X tác dụng với NaOH thu được chất Y. U... Vậy chất X chúng ta chỉ có thể có dạng là C2H5COOCH3. Tên của nó là metin propionat. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Metin propionat 46 đáp án C. 47 ạ. 47 ạ. nào sau đây được điều chế từ axit acrylic và ancol metallic acid acrylic ancol metallic ok chưa vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b bỏ acid acrylic và ancol metallic rất dễ 48 ạ à? 48 ạ à? nào 48 à. cho m gam bột tiêu tác dụng hoàn toàn với agro 3 dư thu được ta tìm được số mon bạc 3,24 chia cho 108 thì bằng 0,03 đúng không nào Phương Trình này Một anh CU Ăn với lại 2 anh AG cộng. Thì tạo thành anh CU 2 cộng Cộng 2 AG Số mon AG là 0.03 Thì ngay lập tức mình suy đường ngược lại được số mon CU bằng 0.015 Đúng không ạ Phải hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng nhá khối lượng này Các bạn cùng bấm nào 0.015 x 6 x 4 0,05 x 64 bằng 0,96 gram 0,96 gram các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta 48 đáp án C Ở map luôn Ở map luôn 48 C 49 đó. 49 đó. FE3O4 Và dung dịch H4 đặc nọng Dư Cụ đối dung dịch X Vậy dung dịch X của chúng ta Nó sẽ bao gồm FE3 cộng so 42 chữ và n và gì h là bốn dư h cộng dư thêm n a vào thì thu được kết tủa và kết tủa chúng ta chắc chắn là kết tủa f e hoạt ba lần đúng không mình phải vẽ như này mình mới nhìn thấy được nhá các em nhá không vẽ ra rất dễ bị sai lầm nên là đừng dại mà mình lười đến bản thân thầy minh còn phải vẽ ra được không ạ đấy đáp án chính xác chúng ta đáp án à câu năm mươi chúng ta đang đến những cái câu mà đếm rất chất và ở đây chúng ta phải đếm thật nhanh mục tiêu chúng ta phải làm sao bằng làm thật nhanh và không bị sai năm mươi số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ạ. 50 ạ, số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp bao nhiêu polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp polyethylene là một polybutylene acrylate là hai cellulose triacetat không polyvinyl chloride là ba polyhexamethylene là không thằng này là trùng ngưng vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 1 hai ba anh thôi nhá ba anh thôi nên câu 50 đáp án đúng của chúng ta là đáp án là ấy tuyên dương linh nhật nhá tuyên dương linh nhật bạn nhật linh làm rất tốt rất chính xác rất tốt 51 51 ok 51 chúng ta chọn đáp án gì ạ 51 anh tay sáng nào mình luyện tập như thế này não ông ta nó thành bá hóa luôn sao hóa luôn 51 ạ các biểu nó sai đây đúng. Trong dung dịch glucose chỉ tồn tại dạng mạch hở sai. Mạch vòng nó tồn tại nhiều mạch hở. Mặc dù vậy thì nó tồn tại ở cả hai dạng mạch. Glu và fruct đều là mất vòng dịch brom sai. Kiểu anh glu là mất vòng brom rồi, fruct không. Xác và tinh bột đều bị thủy phân trong dung dịch axit. hai bốn loại đúng. Xen trong tan trong nước Savagea tạo thành polymer sản xuất tơ visco là sai. Tơ visco phải là xen tan trong dung dịch CH2. Vậy đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Năm 2. Cố lượng alanin cần để tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thì a tác dụng với NaOH của chúng ta nó sẽ là nhóm COH. Alanin 1 COH nên số mol của nó bằng số mol NaOH luôn 0,1. Phân tử khối của alanin chúng ta bằng 89, 0,1 x 89 thì bằng 8,9 g. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A luôn. Nằm 3 nào các em. 53 3 nào. Nằm 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nằm 3 rất hay luôn. Nằm 3 rất hay luôn. 53 3 nào năm ba các bạn chọn đáp bán gì ạ năm ba cho thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali đúng nhá cho thực vật nó cũng là một loại phân kali là hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì cả nào tiếp tục ạ à? tiếp tục ạ à? chưa được à tiếp tục ạ à? ý hai đúng hay sai Ý ai đúng hay sai? Ý ai đúng hay sai? Để thu được AG tinh khiết từ hỗn hợp AG, CU, FE ngâm hỗn hợp trong dịch fno ba 3 lần dư. Thế thì ngâm trong đâu á? Thì mình phải nắm được rằng là cái anh FE3 cộng này, này Cái anh FE3 cộng này. Nó có phản ứng, chắc chắn nó phản ứng với CU và FE. Và nó giữ lại mỗi thằng AG. Thế đây là việc mà chúng ta thu được Từ việc ngâm nó là chính xác Đúng chưa Đấy Tinh ý vào Phải cực kỳ tinh ý Đúng Ý C ạ à? Ý C thì đúng hay dạ Ý C ạ Ý C đúng hay sai dạ? Nhỏ dung dịch BACL2 vào dung dịch KHS4 Thu được cái tổ trắng đúng Cái tổ trắng chúng ta là cái tổ BAS4 Đúng luôn vật dụng dao liềm quốc là bằng thép có thể để để ngoài không khí bị dễ bị ăn mòn điện thoại đúng tiếp thì văn du dịch nacl không có màng ngăn xốp thu đường nước ra ven không có màng ngăn xốp thu đường nước ra ven đúng chính xác ô vậy đúng hết a b c d e đều đúng hết được chưa a b c d e c đúng mà cái tuổi trắng b nó bốn là cái tuổi trắng ta ạ a b c d e đều đúng hết năm ba đáp án đúng của chúng ta đáp án gì ấy thấy không ý gì ạ dạ. nhá tuyên dương tất cả các bạn và các em được chưa chia buồn với những bạn đã bị sai câu này một lần sai một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời các em nhé sai một lần nhớ cả đời năm tư số phát biểu sai năm tư này số phát biểu sai c không phải đúng á có mà có phản ứng mà cú đức quý phản ứng mạnh luôn đi em năm ạ cho phát biểu sau axit oxalic có tính lượng tính axit oxalic cái gì cái gì fe dư đâu nhỉ thằng hiếu nó bảo cái gì hiếu ơi fe ba cộng fe ba dư là cái gì ở đâu ừ FN 3 33 lần dư đúng là IB FN FN 33 lần dư thì nó sẽ tác dụng với lại đồng và tác dụng với sắt. Nó hòa tan hết ra. Thì mình làm tinh khiết được thằng nhôm, mấy thằng nôm nhôm còn lại là chất rắn. Câu này hay không? Có làm tựa đấy thì các bạn là hoang mang hết luôn. Đấy, những cái câu lý thuyết có thể cực kỳ hay và cực kỳ chất. Đấy là cái điều mà thầy muốn nhắn nhủ đến các em là khi chúng ta làm lý thuyết để chúng ta giỏi có đến bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải luyện là tự, cho các phát biểu sau số phát biểu sai chọn này số phát biểu sai nhé axit oxalic tính lượng tính là sai oxalic là COH hai lần đúng không không thể lượng tính được ở điều kiện thường amino acid là chất rắn tan tốt trong nước đúng chất rắn kết tinh luôn trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptide trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptide chính xác được chưa thực hiện phản ứng trùng ngưng các alpha amino acid thu được peptide thực hiện phản ứng trùng ngưng các alpha amino acid thu được peptide đúng peptide được tạo bởi từ các alpha amino acid mà thành phần nguyên tố của bột ngọt mì chính chỉ gồm C H N -A O thiếu N nên là sai vậy B C D là đúng được chưa? À, Như đề bài hỏi gì ạ số phát biểu sai nên chỉ có A và E thôi A và E sai thì tí toang Thế bà hỏi số phát biểu sai. Chúng ta chỉ có A và E sai chúng ta sẽ có hai phát biểu sai. Đó à, đúng đáp án B. Đấy, thầy nhìn thấy mấy đứa là chọn C này. Chia buồn với Minh Phương. Chia buồn với Minh Phương. Chia buồn anh anh đạt làm đúng này, đạt làm đúng này. Tốt. Rồi. Chia buồn mỗi Minh Phương rồi. Ok. Nhớ nha. Sai thật nhiều lần. Được không ạ? À? Một lần sai một lần nhớ Sai một lần nhớ cả đời luôn các bạn Câu 55 Polyhexamethylene adipamide hay gọi là ni lông 6,6 là một polymer được điều chế từ Cho phát biểu sau Ni lông sáu thuộc loại tơ polyamide Chính xác Các em nhìn thấy cái từ adipamide này Cứ bọn tơ nào mà có liên kết NHCO nhá. Cứ bọn tơ nào mà có liên kết NHCO Thì nó sẽ là tơ polyamide Tơ được tơ được chế tạo từ ni lông sáu thuộc loại tơ tổng hợp Đúng chính xác trong một mắt xích ni lông 6,6% khối lượng carbon là 63,72 Úi dồi, cái này viết ra thôi Viết ra mới biết rồi Đi từ hexa HN CH2 Tất cả 6 lần NH OC CH2 Tất cả 4 lần CO Đấy, đây là công thức tổng quát của polyamide Đây là một mắt xích Đúng không? Hay gộp lại nó sẽ là C 12 H 12 này Cộng 2 là 14 14 cộng 8 14 cộng 8 H22 O 2 N 2 Đấy, bây giờ mình bấm máy tính xem Phần trăm của C Nào bấm máy tính cùng thấy em nào Phần trăm của C sẽ bằng bao nhiêu Phần trăm của C Thế bài bảo là phần trăm khối lượng của C mà nào cùng bấm nào. Nào mình cùng bấm nào. 12 nhân 12 chia màu đơn này. Thôi không ấn bằng gì đã. Xong rồi chia này. Màu đơn này. N cộng này. 22 cộng. 32 là của O2. Cộng 14 nhân 2 bằng. Nhân 100 trăm. Bằng. 63,71. Gần bằng 63,72 cái này đúng. Gần bằng 63,72 Vậy là đúng rồi ấm đó, tiếp nha phản ứng tổng hợp ni lông 6,6 thuộc loại phản ứng trùng hợp sai nó là trung ưng để giữ độ bền cho quần áo dệt bằng sợi ni lông 6,6 nên sử dụng xà phòng có môi trường trung tính hoặc kiểm thấp đúng vậy ta có A B C là đúng nhá A B C E đúng không A B C E vậy ta có bốn phát biểu đúng và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 4 bốn đáp án đúng. B bỏ. 56 nào. 56 nào. 56 ạ. Cho các phát biểu sau. 56. Cho các phát biểu sau. Chữa hết, chữa full chứ. Chữa đến bao giờ hết thì thôi. Nha các bạn hãy hỏi chữa đến câu bao nhiêu chữa bao giờ hết thôi. Sắp hết rồi, 57 hết. Đây này mình có 57 câu thôi Các phát biểu sau số phát biểu đúng này phép đúng em trong cơ thể người đồng độ glucose máu giữ ổn định ở mức một sai 0,1 anilin và alanin đều tác dụng HCL đúng đúng nhá thực hiện phản ứng trùng ngưng amino acid đều thu được peptide trùng ngưng phải là alpha amino acid cơ nên là sai hydro hóa hoàn toàn dầu thực vật thu được mỡ động vật Hydro hóa hoàn toàn dầu thực vật thu được bơ chứ không phải thu được mỡ động vật sai diamine và axit terephthalic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon 6,6. Sai, axit adipic Tơ visco và tơ acetat là tơ nhân tạo và được sản xuất từ amylose. Sai, được sản xuất từ cellulose chứ. Kinh không? Vậy đây chúng ta chỉ có một nhận định đúng rồi 5,6 sáu đáp án đúng là đáp án C. Các bạn thấy hay chưa? Các bạn thấy hay không? Xin chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiệu. Và thầy chỉ tuyên dương những cái bạn mà chọn 56 đáp án đúng là đáp án C. Chia buồn với Trần Đăng. Chia buồn với lại Chia buồn với lại Quang Hoàng, chia buồn với Tiến Kiều. Chia buồn với lại tất cả các bạn đã chọn đáp án sai. Các bạn hãy nhớ mãi mãi rằng là mạnh mẽ chọn đáp án sai đi bởi vì làm sao ạ? Sai một lần nhớ cả đời. Không cẩn cận là đi xa mãi luôn. 57 câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. 57 ạ. Bot của buổi sáng ngày hôm nay mod phụ cận này số phát biểu đúng là hỗn hợp al 2 3 và N2O tỷ lệ mol bon 11 tan hoàn toàn trong nước chính xác nó tan hoàn toàn tạo thành NaL2 đúng cho dung dịch agno 3 dư vào MeCl3 thu được kết tủa và dung dịch chứa hai muối kết tủa là kết tủa AgCl muối chúng ta chắc chắn là muối Fe NO3 3 lần và và AgNO3 dư nên ta có hai mũi là đúng đúng nhá hai cái đúng rồi c nguyên tố 1 a trong bảng tuần hoàn đều là kim loại kiềm sai h không phải kim loại kiềm cái câu này các bạn bị, bị thầy lừa suốt đúng không d điện phân với điện cực trơ du dịch NACL thu được khí h 2 tại ca tốt điện phân với điện cực trơ thì đúng rồi thì điện cực trơ na cộng không bị điện phân na cộng không bị điện phân nên là sinh h 2 tại ca tốt đúng nhiệt phân hoàn toàn agno 3 thu được agno hai hai đúng ép cho dung dịch ca lần vừa đủ có thể làm mềm nước cứng vĩnh kỳ sai là mềm nước cứng tạm thời thôi vậy tại đây chúng ta sẽ có a đúng b đúng d đúng e đúng vậy tổng cộng chúng ta có bốn phát biểu đúng đúng không tổng cộng chúng ta có bốn phát biểu đúng vậy đáp án chính xác của chúng ta đáp án sẽ rồi các em ơi thầy trò chúng ta vừa chinh phục xong 54 câu luyện phản xạ hóa học các bạn thấy hay không ạ Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình comment nhiệt tình theo dõi cũng như là nhiệt tình dậy sáng sớm học bài cùng thầy cái việc mà các em comment đáp án cũng như là chia sẻ bài học này lại chính là một cái nguồn động lực để thầy mình có thể dậy sớm liên tục với các em từ hôm nay đến hôm thi rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi sau ok ạ À, điện phân vận dụng cao thì em có thể theo dõi trong khóa học của thầy nhá Được không ạ? Điện phân vận dụng cao sẽ không live free ngoài tường. Bởi vì nó có những cái chiêu kinh điển của thầy. Chỉ để ở bên trong các bạn học thôi. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại các em vào sáng mai nhá